Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã có buổi tiếp đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn DKSH Việt Nam đến thăm và trao hỗ trợ test xét nghiệm COVID-19 cho Đà Nẵng. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn DKSH Việt Nam đã trao hỗ trợ cho thành phố 5.346 bộ test nhanh kháng nguyên dùng để xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng giá trị 656 triệu đồng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của công ty DKSH Việt Nam đối với thành phố thời gian qua trong công tác phòng chống dịch. Qua 2 năm phòng chống COVID-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh để quay lại trạng thái bình thường mới. Hiện nay, thành phố vẫn đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tăng tốc tiêm vaccine mũi 3 cho người dân để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả COVID-19.